Cái này bán lô nha bạn, cái lô này của ông anh nè, lô này lô VIP nè. Nói chung được chứ không phải rồi VIP. Được cái nhà cũng soi với là được. Ổn định. Ai mà muốn mua mấy cây. Bán là nguyên lô nha bạn, bán là một hàng này khoảng 2 4 6 8 khoảng 10 cây, 9 đến 10 cây. Anh bán là nguyên hàng nha bạn, mình quay mình kiếm khách cho ảnh thôi. Mấy cây này em đẹp không? Được được. Có nuôi rồi. Đó. Đó đẹp lắm. Anh bán là nguyên hàng với lại mấy cây nó bự trên 50 hết à. Một số cây nu. Như cây này nu, nu hột nhuyễn đẹp lắm. Mấy cây này kỳ gồ công không à? 100% gồ công hết nha bạn. Đó, này nó ghê không? Trời ơi. Chợ gạo Tiền Giang nha các bạn. Anh em nào được thì liên hệ mình dẫn tới vườn anh này anh mua anh bán. Giá thương lượng với chủ vườn luôn chứ mình cũng không có can thiệp được. Mình chỉ quay kiếm khách thôi. Chợ gạo Tiền Giang. Lô này là bán tại vườn. Trời cái này bạn thấy nu dữ lắm à. Già cây nu đẹp. Bát đế rồi. Cái này chắc là 60 dòng quá. Năm mấy, năm năm. Đó. Rồi cái này một cục luôn. Cái này ghe đen. Ghe đen nha bạn. Một cộng người dưới dịp người dưới em ta. Một cộng luôn các bạn ơi. Mới giờ mình sợ thưởng cái ghe đen không? Bù quá. Dù không à, cái này cái 70 dòng. Lấy bắt thế này coi vô. Cái này mất rồi. Trong lô này nó cũng hơi mắc mắc tiền. Cái này đẹp quá trời, cái này luôn nó ghê không? Cái này trong cái hàng này mình chấm cái này nhất luôn, cái này đẹp ghê, nu mà nó xịn ghê, mình cái gồng dưới xe này đẹp nữa, đẹp ghê, cái này mình thấy như cây kế bên, đó, cái này đẹp ghê, ô cây cuối cũng đẹp, trời cái này bát da nè, ủa cái này cái gò công luôn hả anh ba? Gò công nhưng mà xưa kiểu giống như cây hạt ít nụ tí xíu nha bạn. Ít nụ. Nhưng mà cây này bát đế đẹp nè. Cây này già cây bát đế đẹp nè. Cây này bát đế đẹp nhất trong em mua trong cái hàng này. Còn cây này hột cũng nhuyễn đẹp quá trời nè. Cái này bán tại vườn nha bạn, chứ quay cho anh bán tại vườn, hồi đó giờ anh cũng không có bán trên mạng nữa, anh bán tại vườn à. Lô cây này nó cũng đó nhiều, cây này mặt sau đẹp ghê, tổng thể đó anh bán nguyên cái hàng này là mới tỉa ra bán nguyên hàng, anh em nào được tham khảo đó. Cây này bắt đế đẹp ghê. Nguyên hàng này là nuôi gồ công hết nha các bạn, nuôi nhiều với nuôi ít thôi chứ. Cái bên đây là nu dữ nhất nè, mà đẹp nhất là nu đẹp nhất. 2, 4, 6, 8, 9 cây các bạn. Tổng thể là 9 cây. Đẹp không? Cái này nuôi, người ta nuôi được một nhịp rồi, rồi nuôi vô nhịp 2. Cái nhịp này, nó mấy cái cố này nó cũng bự rồi nè. Con số thì nó bự, con số nó nhỏ. Bán nguyên hàng. 9 cây. Cái này búp măng đẹp ghê, nu công nha các bạn.